Bình Minh lộ ảnh xuống sắc phát tướng, vợ liền phản pháo, 6 giờ sáng mà còn sưng húp sao đẹp nổi. Cựu siêu mẫu diễn viên Bình Minh vừa được bà xã doanh nhân lên tiếng minh oan hộ, phản pháo tin đồn bị vợ xài hao phát tướng xuống sắc mất phong độ. Lời đáp trả thâm sâu khiến netizen đều phải im bặt. Cặp vợ chồng Bình Minh và doanh nhân Anh Thơ từ lâu đã là cặp đôi không còn quá xa lạ trong showbiz, nổi tiếng là đôi vợ chồng có tình yêu đẹp, bền chặt và luôn giữ được lửa trong hôn nhân. Chính vì thế đến nay đã 15 năm về chung nhà, Bình Minh và Anh Thơ vẫn vô cùng hạnh phúc, trọn vẹn viên mãn với cuộc sống gia đình nhỏ của mình. Là người hoạt động trong showbiz khi từng là một siêu mẫu, diễn viên, MC có tiếng bậc nhất vào thời điểm những năm 2000, Bình Minh thời điểm đó được xem là mỹ nam và người mê. Cơ thể phong độ rắn chắc, nhan sắc nam tính là hình tượng mà bao năm qua khán giả vẫn luôn ghi dấu trong suy nghĩ của mỗi người về Bình Minh. Đến năm 2008, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Bình Minh bất ngờ thông báo lên xe hoa cùng bà xã doanh nhân Anh Thơ. Kể từ khi kết hôn, cựu siêu mẫu cũng dần hạn chế xuất hiện, chuyển hướng kinh doanh thay vì hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, tên tuổi và sức hút của Bình Minh đến nay sau hàng chục năm vẫn luôn giữ được sức nóng. Mặc dù đã rời xa hào quang của showbiz, mỗi lần nam siêu mẫu xuất hiện thì đều thu hút được sự quan tâm lớn từ ống kính truyền thông. Cách đây không lâu, Bình Minh cũng khiến dân tình xôn xao ngã ngửa bởi bị bắt gặp với hình tượng xuống sắc khác xa với một Bình Minh mỹ nam trước kia. Fan sốc nặng cho rằng anh đã thay đổi quá nhiều từ khí chất đến vẻ ngoài. Cụ thể vào thời điểm tháng 4/2023, trên các trang mạng xã hội, netizen đã lan truyền những hình ảnh chụp Bình Minh. Anh xuất hiện với trang phục bánh bao như thường lệ, với quần tây cùng áo sơ mi lịch lãm. Tuy nhiên, điều đáng nói là Bình Minh lại bị phát hiện có vẻ ngoài phát tướng quá đà, khí chất thiếu sức sống. Nhiều lời chê bai cũng đã được đưa ra, thậm chí còn bị nói là Anh Thơ xài hao chồng mình. Giữa tranh cãi từ cõi mạng thì mới đây bà xã của anh là doanh nhân Anh Thơ cũng đã có những lời lên tiếng phản pháo để minh oan cho chồng của mình. Chia sẻ trên trang cá nhân, Anh Thơ đã viết: "Mình cảm thấy bình thường vì đã chấp nhận sống trong showbiz thì đối diện với thị phi, mình cứ mỉm cười bước qua thôi, đây thực sự như là minh oan cho chồng. Ví dụ mới 6 giờ sáng, mặt mày sưng húp lại kiểu đi sự kiện từ thiện, ôm mấy thùng nước, bản thân mình đôi khi make up ai chụp hình mình còn thấy ghê. Nhiều người sau này gặp ở ngoài, bảo sao nhìn ở ngoài đâu có đến nỗi đâu, nhìn cái hình thấy ghê quá." Có thể thấy nữ doanh nhân vẫn không hề chối bỏ những khoảnh khắc không được đẹp của chồng bị chụp lén ở trên mạng xã hội. Tuy vậy, Anh Thơ cũng mong rằng khán giả hãy bớt khó tính, suy nghĩ một cách thoáng hơn thay vì liên tục soi mói đưa ra nhiều lời chê khó nghe. Bởi con người không ai là hoàn hảo, nhiều khoảnh khắc xấu là chuyện bình thường, hơn nữa là bị chụp lén. Bình Minh và Anh Thơ hiện đang có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên hai ái nữ. Theo đó, năm 2009, Bình Minh và Anh Thơ đón con gái đầu lòng, bé An Nhiên. Năm 2012, gia đình nhỏ của cặp đôi tiếp tục có thành viên mới là bé gái An Như. Vượt qua những thăng trầm, Anh Thơ vẫn đồng hành cùng Bình Minh, cùng chồng vượt qua những giai đoạn tai tiếng để giữ cuộc hôn nhân hạnh phúc đến tận bây giờ. Đó là điều khiến công chúng cảm phục bà xã của Bình Minh và dần thay đổi cách nhìn về cuộc hôn nhân của hai người. Hôn nhân của Bình Minh và Anh Thơ luôn là điều mà khán giả phải ngưỡng mộ, dành nhiều lời xuýt xoa trước độ bền chặt của cả hai. Bên cạnh đó, về những lời chê bai nhan sắc xuống phong độ của Bình Minh sau khi Anh Thơ lên tiếng thì netizen cũng bày tỏ ý kiến đồng tình, mong sự việc nhanh chóng lắng xuống tránh ảnh hưởng đến nam siêu mẫu.